Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy giá rẻ. Hôm nay lại một lô xe mới về nữa anh em. Thì hôm trước thì nó về mấy con thì bán hết luôn anh em, AB rồi một số dòng khác á, thì bán hết rồi. Thì bữa nay nó lại về thêm GTR này, rồi con GTR này lại bán này, rồi AB 150 này, 125 bữa nay cháy hàng à. Cháy hàng, còn có 100. Một xanh ngoài tiệm, bà biết 636 thôi à. Còn một con ở ngoài tiệm gì đó, hôm nào thì mình quay ngoài đó sau á. Còn nữa mấy cái con mà bữa về mình quay lô trước là bán hết rồi nha anh em. Rồi. Đó. Rồi. Xe kèn xe lướt không em. Đồng anh với Tiền Hoàng hôm nay thì có anh Dương. Dạ chào đi em, chào bà con cô bác nha. Chào các chú lớn tuổi nha, dạ, chào các cô. Và chào các chiến hữu mua quán xe 63 Tân Thành nha. Dạ, và chào các vị quý khách đã xem kênh xe máy giá rẻ, ủng hộ kênh và xe kênh chia sẻ nha anh em nha. Zalo, Facebook rồi giúp em nha mấy anh em nha. Đó, cảm ơn anh em rất nhiều trong thời gian vừa qua nha. Còn đây là mấy cái dòng mà mình là cửa hàng Trùng Dương chuyên bán cái dòng con tay nha mấy anh em nha. Xe kê siêu lướt nha anh em nha. Chi gì con tay nha mấy anh em. Đã lâu lọt sọt có một hai xe của đổi khách, của đổi khách là tay ga anh em nha. Đó, Lexico, Radio đồ các thứ nha anh em. Con Lia cũng bán rồi luôn nha mấy anh em nha. Lia nè, GTR ở trên kia cũng bán luôn. Dạ, cũng bán nhiều đấy. Dạ. Đó, còn cái dòng là giờ V1 là gác dòng V3 xe mới nha anh em nha. Rất nhiều cho anh em. Đó. Xe mình đặc biệt là bảo hành anh em 2 năm uy tín nha anh em, viết có giấy đàng hoàng. Và dạ, có hồ sơ đàng hoàng nha anh em nha. Xe đặc biệt là xe chính chủ nha anh em nha. Bên mình bán xe là đặc biệt con cái là mình bao ra tên. Đó, bao tên là nữa sau này cho nó khỏi mất lòng. Dù anh em đi thời gian anh em quay lại anh em nó rút hồ sơ này nọ rất là phiền. Đó, ra tên anh em cho nó dễ. Giờ bán xe mình không để biển số nữa. Đó, cứ ra tên cho nó dễ. Tại xe mình xe chính chủ. Chứ nữa sau này anh em về Hà Nội, anh em về thành phố anh em bán với tiệm khác bán cho một người khác. Người đó nó gây tai nạn hoặc là đi phi phạm ha. Trộm cắp gì rồi ảnh hưởng tới anh em, rồi ảnh hưởng tới mình nữa, đó rồi ảnh hưởng tới người chủ xe của mình nữa, nó rất phiền. Ok. Dạ. Rồi. Dạ, đầu tiên chắc mình quay con AB trước đi. Rồi. AB bây giờ hàng mới về. Hàng về nha mấy nha. AB 150 nha. Con này nó đi mâm đôi nha anh em. À. Xe 4.000 cây nha anh em nha, bảo chuẩn bao phê nha anh em nha. Nói chung là thường là mấy dòng này về đâu hết đó, bữa giờ về mấy con dạ. Bán hết. Dạ. Bao phê nha anh em nha. Xe anh em mua xe cũ á, tay ga anh em coi chỗ này nha, coi kỹ bên chỗ này nha anh em nha, trắng nha, ốc nhớt phải trắng nha, cạnh ít mỡ là ít hay nhớt, ít hay nhớt láp nha anh em nha. Thay hắn anh em phải gì chứ nhiều xả thay hắn nha, nhiều lúc người ta sẽ hạ cái bát thay ga nha anh em nha. Hạ bát là anh em biết cái bố hắn nó rất là mềm rồi nha anh em nha. Đó, 4.115 coi. Xe này người đàn bà đi nha mấy anh em nha, xe rất kỹ, vơi, rất chuẩn xe luôn nha mấy anh em nha. Con này đời nhiêu? Dạ, con này 22 anh em nha. Giá nhiêu anh? Dạ con này hàng 3X anh em nha. Hàng 3X. Anh em nào mua thì liên hệ á. Dạ. Đã xe chính chủ rồi. Còn rút dạ. Hồ sơ sang tên, bao hồ sơ hết. Xe là không té ngã, đặc biệt là không dám ngã. Bao anh em nha, không mà đâm đụng, không dứt đè nha. Xe té ngã anh em cứ coi bao ghê. Bên đây nè, dưới bên đây. Dưới bé là thắng rồi anh em. Ta thắng là đặc biệt là mình bán xe là không bao giờ khai ta thắng nha. Ốc đầu đàng hoàng nha, ốc cạnh đầu đàng hoàng vuông dứt nha anh em nha. Không mẻ. Không rút ta thắng. Ừ, xe té ngã phải ảnh hưởng thắng nha anh em nha. Đó. Rồi có GTR nè. Con GTG anh em. Xe lên một bộ tem rất là quý phái, một vàng nữa. Cũng gần Tết rồi anh em mua con xe này rất là đẹp nha, biển số cũng đẹp nha anh em nha. Biển số anh em thấy là hết hồn liền á. 85 nha anh em Ninh Thuận nha nha. Ơi. 85 Ninh Thuận, 85 B1 nha, xe chính chủ nha anh em nha. 79799 nha anh em nha. Anh em là 85 giúp con này về định danh luôn á. Dạ xe này GTG hàng sinh nhật, xe nhập nha anh em nha. 12.000 cây nha anh em nha. Xe sao để vậy nha anh em, không có. Con này đẹp. Tại vì anh em biết không, con này bữa cái anh biểu độ màu cho anh á. Dạ. Đó, và anh quay Ninh Thuận luôn, kêu độ Ninh Thuận luôn, nhưng mà giờ dạ. Anh cứ lằng nhằng á. Có nghĩa là lâu mình quá mà bán rồi. Bỏ chỉ đặt cọc là một năm mấy trời mình không giữ được. Một năm mới hả? Dạ đúng rồi, năm mấy rồi. À, đặt cọc một năm mới rồi, dạ. Anh Dương chỉ có anh Dương anh mới để đâu chứ ai mà để rồi. Dạ. Giờ mình hôm nay thôi lấy ra bán luôn nè anh em nào, đặt là độ màu theo cái màu của anh dạ. Này anh em. Dạ. À, rất là đẹp nha anh em nha. Đó. Đó. Là bao phơi cho anh em. Con này đẹp mà GTR. Hôm dạ. Bữa nay bán còn ở ngoài kia còn con nào? Còn con à. Ngoài kia còn con chưa ra tên à? À con bị 37 triệu bao sơ anh. Còn đỏ nhám thôi à. Còn ở trên kia là màu đỏ là bán hết rồi đó. Bán hết rồi. Còn cái con này GTR này giá nhiêu? Con này đẹp này. Hàng này 3X cho anh em nha. Con này đẹp. À 3X cho anh em. Còn đây là mới số đẹp số. Tem sơn mà đi tem nổi nè anh em. Ấy là dạ. Sơn 3D nhưng mà đi tem nổi. Dạ. Nên cái theo đó là theo yêu cầu của cái anh gì dạ. Mua. Quay Ninh Thuận luôn anh, quay số Ninh Thuận thấy biển số kết chạy vô. Con này cái biển số này mà không mua thì hợp phí. Đặng ba đặng cọc 3 triệu thôi. Xe ngay chủ nha mấy anh em yên tâm nha. Đặc biệt mình xe là ngay chủ mới dám quay biển số cho anh em nha. Bảy. Anh em yên tâm. Dạ. Rồi. Còn hàng này hàng V73 nha mấy anh em nha, hàng V3
thành phố Hoàng Hôn Đà Lạt em anh em nha, biển số 7UX9B11799 nha anh em nha, anh em là muốn định danh định nha đó. Xe 3.000 cây anh em nha, xe 3.000 cây anh em nha, 3.000 cây hai khóa đầy đủ nha anh em nha, hai khóa đầy đủ, anh em là muốn để con số con này chỉ 31 triệu để con số nha anh em nha. Ok đó. Rồi tiếp tục HRC 2022, con này 30 triệu bao hồ sơ. Okay. 32 triệu bao tên con này cho anh em nha. Rồi Vario 150, Vario 125, mua đồng minh 50, con này mình bán giá là 42 triệu bao hồ sơ cho anh em nha. 42 triệu. Có con Mio này đẹp này, con Mio này phải gặp đúng khách nào mới mua được. Dạ. Bữa tại vì khách. Dạ. Đó. Xe đẹp lắm anh em. Xe đẹp em lắm. Đi. Anh em đi học nha. Con này phải xe cực cứng đó mọi người chứ không phải là loại xe 66 trời chưa là đâu. Xe kiến thì đầy đủ. Con này chắc mà zin cái yên nó còn zin theo xe là anh em máy biết rồi. Máy zin anh em nha. Đó. Ok hết rồi anh em. Ok. Bao nhiêu anh? 10 triệu. 10 triệu anh em đi học. Xe đạp điện giờ có mười mấy triệu anh em mua xe này ok xe. Nói chung tiền nào của nó à anh xe em đi. Thôi. Nhưng chủ nó bán cũng 7-8 triệu, nói chung là nó xấu cũng phải đói lắm. Xe không có té ngại anh em nha. Con này nhìn đẹp lắm. Không có té ngại nha anh em nha. Đẹp thì lắm. Anh em mình cứ phải tham khảo đi. Dạ. Cái zin nó còn là anh em biết rồi hả? Dạ. Rồi. Bắt đầu mình dòng V3 nha anh em nha, màu bạc, mình có màu đen và đỏ nhám nha anh em. Giá cái đồng giá là 35 triệu nha anh em nha. À, xe trúng thưởng nha anh em nha, 35 triệu một con nha anh em nha. 35 triệu một con. Dạ đúng rồi. Trúng thưởng xe mới nha anh em, chưa lên bánh nha. Dạ. Có mấy màu luôn á, màu đỏ này, màu đen này, màu HRC này. Rồi. Đây con là nguyên lý nào đẹp này. V2. V2 CBS nha anh em, CBS. Ồ xe đi dữ lắm nha. Trắng bóc trắng bờ nha anh em nha. Giá có 24 triệu bao tên nha anh em. 24 triệu bao tên. Đó, mình bên đây bán xe bao tên nè, bao tên cho dễ nhẹ đầu nha anh em nha, tiên bồ rất là chát chuối nha anh em nha. Ok hết rồi anh em nha. Windows V1, Windows V1 con này nè anh em, con này 20 triệu để con số nha, biển số V3 nha anh em nha, 20 triệu Windows V1. Rồi màu đỏ trắng, màu đỏ trắng con 26 triệu nha anh em nha, con này 29 nha anh em nha, 29 nha. Biển số đâu? Con này hồ sơ cầm tay có sẵn anh. Ok cool. Con này biển số 95, con này 23 triệu nha anh em. 23 triệu. Rồi, quê. Rồi, Sachia. Sachia anh em. Sachia bên này là hai con này là Sachia Việt Nam nha mấy anh em nha. Sachia Việt Nam nha anh em nhớ nha. 35 triệu một con nha mấy anh em nha. Đó, 35 triệu con. Còn con Sachia Nhật nè mấy anh em, 20. Có 33 triệu nha mấy anh em nha. 33 triệu. Dạ. Sachia Việt Nam luôn, 36 triệu. Ok. 1000 cây nha mấy anh em nha, Sachia Việt Nam nha. 1000 cây nha mấy anh em. Đó, 36 triệu thôi. Bao sơ cho mấy anh em. Tại nãy có khách mua xe này mình gỡ xe nó. Ok. Đi vậy nha. Rồi, V1 tiếp nữa nè. V1 này nè. Xe này nói chung 6.000 cây không phải 6.000 cây, khách đã tua hồ rồi nha anh em nha. Con này thì mình bán giá là 22 triệu nha anh em nha. 2 triệu, màu dạ. Xanh. Xanh mới về nè. Xanh mới về xe đẹp lắm, 26 triệu nha anh em nha. Đó, xe mới về. Xe có chống trộm đàng hoàng. Đó, đẹp lắm. Anh em nha. Mắc kinh 34 triệu nè anh em. Future 14 chai nha anh em nha. 14 triệu anh em nào thấy được là tao mua, tao dạ. Quay vài lần nữa mới được. Rồi, Sonic. Sonic bên mình bán cái đồng giá là 40 triệu bao hồ sơ, 42 triệu là bao tên nha mấy anh em nha. Cứ 42 triệu là bao tên trận gói, 40 triệu là bao hồ sơ nha anh em nha. Xe đẹp đang chạy xe ban toàn bộ là 21-22 thôi nha mấy anh em nha. Rồi. Họ quan tâm lo. Có cái dòng nghẹt nè mấy anh em. Nè, xanh thủng lông nè anh em, xanh nhám nè. Đó, xanh đỏ mắc kinh nè anh em nha. Đồng giá là 34 triệu, anh em là có coi kinh xe máy giá rẻ. Mình bán hàng bên đây đồng giá 155 đồng giá và 150 cũng đồng giá 34 triệu nha anh em nha. Còn hàng mười mấy 20 mười mấy 20 thì mình có luôn cho anh em luôn lựa chọn nha. Cái này là rẻ hơn nè, 32 triệu nè. 32 triệu nếu có bán số 30 triệu này nè. Đó. Lan Can Sedan, con này biển số gốc 94, con này 79 nha anh em nha. Còn con này có biển số sẵn nha. Nếu anh em mà để biển số chạy thì bao quay đầu bên đây mình bán xe nếu bao quay đầu 5 triệu 6 triệu. Con này biển số 71 anh em, bao hồ sơ 32 triệu nha anh em nha. Con này cũng vậy nha, 32 triệu. Còn cái dòng Sachia này gây đôi anh em. Con này biển số đồng đồng khác nè. Nếu mà để biển số 34 triệu nha mấy anh em nha, 34 triệu con này nha mấy anh em nha. Đó, còn con này 36 triệu nha mấy anh em. Con này con gây đơn 23 nha anh em, cấp xám 23. Đó, 36 triệu. Sachia cũng vậy nha, 36 triệu luôn nha anh em nha. Đó, okay. Các dòng là toàn bộ là đời cao không nha anh em. Đó, xe bao phơi bao đẹp, mình bán hàng đúng chắc anh em yên tâm nha. Hàng có bảo hành mà. Rồi. Bảo hành 2 năm hư trục chặt đây là mình bảo hành cho anh em. S155 con này 34 triệu anh em. Đó, 34 triệu bao tên luôn cho anh em luôn nha. 150 cặp này 20 triệu. 20 triệu nha anh em nha, 20 triệu lượng nào lượng nha anh em nha. Đó, còn cái đó là mấy dòng V3 xe mới nha anh em nha, xe chúc hưởng nha, còn bao nhiêu con có mấy con anh em ủng hộ mình nha. 31 triệu con à, 31 triệu Honda mà đi đích thao xăng mà xe mới có 31 triệu, tặng ba ga tặng nhớt tặng nón tặng
đầy đủ cho anh em nha, bảo hành 2 năm nha. Ok. Đó, còn hai cái dòng Gaston đó 32 triệu một con. Con hồ sơ cho anh em đã nha. Qua sử dụng nha anh em, có ABS á. ABS. Con này anh em bị số 70 rồi. Con này mới chạy 400 cây nha anh em nha. Con trọng chạy ngàn mấy cây số nha anh em. Đầy đủ hai mốt đầy đủ. Đó, còn hai dòng con này 22 triệu bao sơ. 2 triệu bao sơ. 24 triệu bao tên nha anh em nha. Rồi, thì đó là lô xe á, anh em nào mua thì chịu khó mình liên hệ qua Zalo. Dạ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip á, mọi người xem thì like cho chị á. Xem chi tiết hơn có thể là bấm vào kênh YouTube xe máy Trùng Dương, bên đó cũng có lô xe ở ngoài cửa hàng nữa. Rồi xin chào và hẹn gặp lại. Chào anh em, chào các chú nha.